Dreamy V12 Pro là cái máy hút bụi cầm tay mới nhất, mạnh nhất, hiện đại nhất của nhà Dreamy. Ở đây mua về thì em sẽ có rất là nhiều phụ kiện để đáp ứng được chúng ta dọn được, có thể nói là mọi tình huống trong gia đình ha. Hút sàn nè, hút giường nè, hút kệ nè, hút rèm, hút thảm, hút trong góc ngách gì hết. Thì hôm nay mình trên tay giới thiệu với anh em cái Dreamy V12 Pro. Nói về thời lượng pin và các mức độ hoạt động của nó thì cái này nó có 3 mức độ hoạt động là chế độ Eco, chế độ Medium và chế độ Turbo. Ở chế độ Eco á, thì nó có thể hoạt động lên tới 85 phút liên tục để anh em dọn dẹp khắp nguyên cái nhà. Anh em mở chế độ Medium hút mạnh mẽ hơn thì nó hoạt động được khoảng chừng 30 đến 40 phút, và anh em cần hút mạnh nhất luôn á, thì anh em có thể bật chế độ là Turbo thì nó hoạt động được 10 phút. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện sau. Đây là cái chổi 2 trong 1 nè, nó có cái đầu lông anh em có thể rút xuống đầu phẳng. Đây là cái đầu hút dẹp, cái đầu này phía trên thì nó có đèn LED rất là đã. Đây là cái đầu hút mềm, kèm cái chổi lau để anh em hút màn hình, hút bàn phím rồi gì đó. Đây là cái cây nối dài có carbon luôn, rất là đẹp luôn. Đây là hai cái đầu nối dài, nhiều chức năng hoạt động khác nhau. Cái đầu này nó thần kỳ lắm nha, xíu mình demo cái đầu này cho anh em coi. Đây là cái đầu hút nhỏ có motor bên trong để anh em có thể hút giường, hút nệm, hút nha những cái ghế sofa mà bằng nỉ ha. Đây là cái đầu hút chính để anh em hút sàn, hút thảm được trên gạch, trên đá, xi măng, trên thảm, trên gạch bông, đầy đủ hết, hút gỗ rồi đều hết. Và chúng ta có cái đế sạc, đốc sạc và cái cục sạc. Những gì mình thích trên cái Dreamy V12 Pro, đầu tiên cái thích nhất đối với mình là cái tính năng khóa cái phím cò này. Giờ mình bóp cái nó khóa và nó hút luôn anh em. Nhiều khi mình cần làm việc một tay, mình nhấn cái này mình chạy, rồi mình cần phải hút đầu trên cao rồi á, thì cái tính năng khóa này rất là hay. Và khi mình không cần gì cái tính năng khóa này mình có thể tắt nó đi. Ở đây cái nút này, mình tắt cái lock đi. Đó. Giờ mình cần thì mình bóp, không cần thì mình nhả ra. Cải tiến hơn xưa nhiều ha. Thứ hai nữa, màn hình hiển thị đẹp. Mình có thể chọn những chức năng ở trên đây và nó hiển thị rõ chức năng, hiển thị thời lượng pin đồ cho mình. Ngon, đẹp. Những cái lưới lọc đồ rất là dễ dàng vệ sinh và có thể dùng lại được, là thêm một cái ưu điểm nữa. Anh em có thể tháo ra, mấy cái này đều có thể giặt được hết và đều có thể phơi khô và sử dụng lại được anh em nha. Chúng ta giặt cái này, giặt lưới lọc này, phơi khô, nắng thiệt là nắng, rồi hôm sau sử dụng tiếp được, không cần phải thay thế gì cả. Mấy đồ bên trong này dễ dàng tháo ra, dễ dàng vệ sinh. Với cá nhân mình á, thì cái máy hút bụi cầm tay là cái thứ thực sự rất là đáng mua luôn. Theo mình á, thì thậm chí nó còn đáng mua hơn cả cái robot hút bụi nữa, bởi vì mình sử dụng nó gần như là hàng ngày luôn. Nó đầy đủ phụ kiện để mình có thể hút được ở trên cao, hút được dưới thấp, hút máy tính, hút kệ bàn. Nói chung là nó đáp ứng được rất là nhu cầu của mình. So với lại con robot hút bụi á, thì nó chỉ có lau được, hút được cái sàn thôi. Và với lại cái Dreamy V12 Pro này thì cá nhân mình thấy là cái nâng cấp thực sự rất là đáng giá. Những cái phụ kiện đồ nó rất là đẹp, rất là đã. Hiện nay mình đang dùng cái Dreamy V10 và thực sự là qua cái Dreamy V12 này thì mình thấy là thực sự quá ngon luôn. Một cái tính năng không thể không nhắc đến là khi các bạn gắn cái đầu hút chính vào trong máy thì nó có thêm cái tính năng hút auto, tức là nó tự động nhận biết được cái mặt sàn. Ví dụ như các bạn hút trên sàn gỗ thì nó khác, mà hút trên thảm thì nó tự động tăng cái độ mạnh của cái máy lên, nó hút đã lắm. Khi các bạn đang hút ở trên cái sàn gạch, sàn gỗ bình thường mà các bạn bỏ cái đầu hút này lên trên thảm thì nó sẽ tự động nó tăng lực hút để hút được sạch hơn. Đây là theo mình là một tính năng rất là hay luôn. Các sản phẩm Dreamy thì đang được phân phối chính hãng ở Việt Nam qua công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ SmartLink Việt Nam. Anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể mua tại gian hàng Dreamy chính hãng trên Lazada ha.
Realme V12 Pro nó cũng đi kèm theo cái bộ phụ kiện treo tường để anh em gắn sạc trên tường. Tuy nhiên mình thấy là nó có thể gắn vừa với lại cái Realme V10 mình đang sử dụng luôn. Cho nên là nếu như anh em nào đang sử dụng cái V10 mà anh em muốn nâng cấp lên cái V12 Pro thì anh em có thể mua về anh em gắn trực tiếp lên trên cái đế sạc cũ luôn. Anh em không cần phải khoan tường mới hay này nọ gì ha. Cảm ơn anh em, đây là cái video trên tay nhanh cái Realme V12 Pro, cái máy hút bụi rất là mạnh mẽ của Realme. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye.